Rồi, mình chào cả nhà nha. Hôm nay hổng gài á, mình đi lòng vòng ngoài đường hoài cũng không có nấu nướng gì nữa. Bữa nay mình sẽ làm một cái món ăn vặt chơi thôi để đem theo đi làm á cả nhà. Đem vô chổng ngồi buồn buồn miệng á, có cái nhai chơi. Cả nhà biết cái đó là gì không? Để quay cho cả nhà xem nha. Đây, cái này là da heo cả nhà. Da heo của mình đó, mình luộc luộc cho nó sôi lên tầm khoảng 10 15 phút là được rồi. Khoảng 10 phút nói chung là cho nó chín. Rồi cái mình sắc ra miếng cỡ cỡ vậy nè, vừa vừa nhỏ nhỏ cái vậy nè cả nhà. Mình phơi nắng, mình phơi được hai nắng rồi. Đó, mình phơi nắng cho nó khô nó cứng cứng vậy nè. Nói chung là phơi trời nắng nhiều, phơi hai nắng là đẹp. Đó, rồi mình sẽ đem đi chiên giòn đó. Này, chảo dầu, này chế thêm dầu nữa. Dầu nhiều chiên nó mới bung. Chiên xong mình làm nước sốt lên nữa cho nó đậm đà hương vị. À, mình phơi nắng đó, cái phần dưới lớp da cả nhà, cái mỡ đó, nó chảy xuống đây nè, à, nhà thấy không? Cho nó bời rồi chiên được. Phơi nắng nó nóng nó chảy mỡ rồi. Ngồi buồn buồn miệng ăn chơi cũng được, khỏi mua bánh đỡ tốn tiền nó nhiều. Cái này làm cái này cho mấy ông mà nhậu uống bia là cũng đúng bài luôn á cả nhà. Thấy vậy chứ chiên lên ngon lắm. Rồi bây giờ mình chiên lần khoảng nhiêu đây thôi, nó còn nở ra nữa cả nhà. Dầu nóng rồi. Nóng rồi nhưng mà cũng chưa nóng lắm. Này, lúc trước mình đi ngoài đường thấy người ta vô trong bịch đó, người ta bán bịch bịch gì đó, mình tính đâu làm khó lắm, ai ngờ làm dễ ẹc à. Có bà chị ở bên Bến Tre, bà chị qua điện thoại đó, nghe thấy cũng đơn giản cho nên mình làm một lần là được rồi. Ở ngoài đường mình nó bán đó, cái mình mua mình ăn nó hay bị gắt dầu á, tại người ta bán nó bị cũ rồi đó, để lâu quá nó gắt dầu ăn hôi lắm. Này mình làm nó mới ăn ngon lắm. Nó vàng rồi đó cả nhà. Cái này mà như được ở Việt Nam á, mình sẽ mua cái mỡ heo á, mình về mình thắng mình lấy cái mỡ đó mình chiên, cái này vừa có tép mỡ ăn mà vừa có mỡ mình xài nữa. Ở bên đây nó không có bán mỡ heo, cái da heo này nó chỉ là nó lóc cái lớp da ra không, mà mình mua thịt heo ba gọi á cũng không có da nữa. Hay nó bán ngộ lắm, nó lóc ra hết trơn à, nó không có mà vụ mà cái da mà dính với miếng thịt. Lấy ra nó còn nổi bốc bốc luôn, giòn lắm. Giờ mình chiên thêm nữa, nó bị thét. Chiên xong rồi mình thử một miếng trước coi nó ra làm sao nha cả nhà. Mềm, giòn, chứ nó không có cứng. Rất là giòn, mềm ngon lắm cả nhà. Mà nó bị lạc tại cái da mà nó đâu có ngọt được. Cho nên bây giờ mình làm nước súp để cho nó thấm vô cho nó ngon. Đây mình băm xong rồi, bây giờ mình cho nước mắm vô nha cả nhà. Miếng nước mắm rồi hoặc pha thêm nước nữa, cho miếng ngọt với miếng đường vô cho nó ngọt. Cho miếng đường vô nữa. Mình quậy cho nó tan đường với bột ngọt rồi mình nếm thử coi nó vừa chưa. Cảm thấy vừa là ok. Ngọt ngọt rồi đó. Ngọt mặn cay cay. Mình chơi cái nồi lớn vậy luôn. Tại cho nó thoải mái. Tại mấy cái đó nó sờm sàm lắm, mình ấy nó dễ rớt ra ngoài lắm. Cái tỏi nó sơn rồi mình bỏ này vô là vừa.
Không, mới nói gì sao? Khui mấy cái là cái gì? Thôi, thơm quá. Đây, rất là thơm ngon luôn. Có miếng ớt tỏi vô nó thơm. Thơm, thơm lắm luôn. Vừa ăn luôn ngọt. Ngon. Cay cay nữa. Quá đã. Thì cho miếng tỏi ớt rồi vô ngon lắm. Thơm ngon. Cuốn biển cuốn ăn bún bữa mua à? Ừ. Mùi. Ngon nha. Mùi dưa leo. Phải cái bánh chén nè. Cái da heo này nãy tính đâu bỏ nước mắm rồi ấy vô vậy nó bị mềm hay là nó mềm vẫn cứng. Vẫn giòn, vẫn ngon. Giờ được rồi. Cho thêm ở dưới á. Da heo gì? Lỗ tai heo gì mua trên Vimeo à? Có giúp cá không? Wow, có giúp cá hả? Giúp cá rau húng nè. Giúp cá đây là một đầy đường. Nhà có đem đi nhậu thần. Ơi nó mấy gì không? Nó mọc trong đó, nó mọc dây nhợ dữ lắm, ghê lắm. Nó lấn chiếm mấy cái cây rau của tôi hết, tôi phải diệt nó. Ngoài đường đầy mà. Làm như vậy lên đường hả? Ở nhà có nè. Ở nhà có như vậy đem lên đường hả? Thần. Nó mọc vô trong mấy cái đó gốc rễ đâu dữ lắm, khó diệt nó lắm. Bởi tôi mới nhổ nó bớt á. Thịt miếng cải. Thịt nè. Hôm qua hình như ngang nó cũng làm cái này ăn hay gì á. Ừ. Hôm qua nó có bạn làm. Cuốn cuốn này khổng lồ, ăn cuốn một là đủ rồi đó. Lấy này quá chà chà lên à. Ừ thì nó là nước mà. Thì thôi. Gì cũng được. Quân bảy bảy ăn chơi xuống ca làm tặng vặt. Chơi. Người ta lại cuốn được người ta. Cái chén này dày không? Ừ. Chị thì lòng á. Cái chén mua đâu? Chị thì lòng. Cái chưa thời gian nhà bán cái bánh chén nó tí hiếu à? Chúng ta nói như là bị cuốn nem hay sao á. Rồi xong. Đây, ăn rau cuốn xong rồi giờ tới rau câu chán miệng nha. Rau câu này không có màu mè gì chứ. Ở đây có gì đổ nấy. Milo, rồi sữa, rồi cà phê. Có ngũ cốc nữa. Sao lấy lên đây. Có sữa thơm. Giòn. Đặt cái bịch rau câu trên mạng mua về đổ. Ừ.
cái hũ này đựng xả lâu rồi, nó hôi rình à? Là hũ mùi xả. Nó hôi mùi xả. Rửa sạch sẽ mà cũng còn hơi có mùi tí trên nóc. Nó câu xả ăn là nó rồi. Nó câu xả. Lâu rồi không ăn câu câu. Làm thử cục hiếu. Lười ăn rồi. Lười ăn hả? Rồi thôi chào tạm biệt cả nhà nha.